xỉu rồi. Từ từ đừng có hôi. Anh đi đói xỉu liền bây giờ nè. Ra 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 bây giờ mà lấy liền nè. Con nhỏ này nó hối làm không kịp luôn à. Đâu rồi? À đây nè. Ờ đói quá, đói sắp xỉu rồi. Trời ơi đây nè. Làm cái gì mà hối hối quá trời hối à. Em từ từ thôi con. Bà ơi, bữa nay cơm mình nó thập cẩm sao á? Thập cẩm sao? Tự nhiên nó có một miếng gạo, xong rồi nó có một cục mỡ, nó có miếng xương ở trong họng nữa nè. Thấy bà rồi, lỡ lấy tô cơm chó rồi. Bà ơi, cho con 10.000 đi. Xin gì xin hoài vậy? Cho con một lần thì thôi. Một lần rồi thành 10 lần. Đi đi bà mà. Ê, không ấy à, con ra con dọn cái đống rác cho bà đi. Rồi tí bà cho con 10.000. Dạ. Ủa, ở đâu bắt tay vậy? Nghe tới tiền đi lẹ ghê á. Ôi, thúi quá à. Nhưng không sao, vì tiền. Cố lên, cố lên. Ơi, xong rồi, mệt quá. Vô lãnh tiền thôi. Khuyên. Bà ơi. Hả? Con dọn xong rồi, bà cho con 10.000 đi. Ủa? Con dọn ở đâu? Bên dọn bên kia kìa. Ủa? Bà kêu con dọn mấy rác bên đây mà. À. Lần ta lần tơn à. Mới mua được con rắn vui quá. Chị hai. Ủa chị hai đang câu cá hả? Ờ chị hai đang câu cá nè. Có được con cá nào không? Em ngồi đây chơi chị hai nha. À. Nhưng mà đừng có quậy nha mày. Cá tàu chạy hết đó. Em biết rồi. Thôi em chán quá em đi vô nha. Thôi câu nãy giờ không có con cá nào á. Thôi đi vô luôn. Ủa rắn ơi. Rắn. Có con rắn mà cũng sợ nữa. Bà ơi, con đi chơi xíu nha. Ờ, đi chơi về sớm nha con. Dạ. Ủa, bà đâu rồi con? Dạ, bà con đập đá trong nhà bà. Cái gì thiệt hả? Dạ thiệt, bà vô đập đá chung với bà con đi. Con đi trước nha. Cái bà già này, già rồi mà còn hư thân mất nết ghê á. Một quả cao nhỏ, hai quả nhỏ cao. Bà lép, đi coi lỗ tôi với tôi không? Né xa tôi ra. Gì vậy? Đứng xa tôi ra. Bà bị gì? Già rồi mà còn đi đập đá. Ủa, cái con mẹ này, tôi đập đá uống cà phê mà. Nhà cửa gì đâu mà dơ quá trời là dơ hả? À, Giang, bé hai. Giang ở đâu bà? Anh đi, lê. Để con. Để con nha bà. Ừ. Bà yên tâm nha, có con rồi. Nhưng mà bé hai ơi, mặt con dính con dán kìa. Đâu, bà gửi cho con kìa. Gửi. Tắm mày nè. Đồ, hôm nay có đồ chơi mới luôn á. Chơi sao mày, mắc lắm đó. Cho em mượn chơi với coi. Hảo mày. Nhưng mà nghĩ thương tình mày là em tao, tôi cho mày nghía xíu nè. Mà cái này chơi sao vậy chị hai? Bây giờ mình tìm mục tiêu, ngắm vào mục tiêu và bắn, hiểu chưa? Dạ hiểu, cho em chơi đi. Để em bắn. Kìa, bắn ở đó đi, bắn ở đó, đè như vậy nè. Trời đất ơi, đứa nào bắn là vậy? Chết bà rồi. Đứa nào dám bắn bà? À, na của na bà. Của bé na hả? Lần sau chơi cẩn thận nha con. Ê na, trả lại cho tao. Ủa, đây chị hai nó của em mà bây giờ là của em. Trời đất ơi, trả cho tao. Ủa, đâu rồi ta? Ủa bé hai, con đang kiếm cái gì vậy? Bà ơi, con làm rớt cọng dây thun dưới đây rồi mà con kiếm hoài không có được. Vậy đi lên đi, để bà kiếm cho. Dạ. Bước lên đi, kiếm cái gì cũng không được hết trơn à. Không biết làm gì ăn nữa à. Ủa, đâu rồi ta? Ôi ôi, sao mà khó kiếm quá vậy? Đâu coi. À, kiếm thấy rồi. Đâu bà? Nè. Rắn kìa. Quảnh tù si. Yeah, thắng mày rồi. Yeah, bị chết nè. Quảnh tù si. Đây một cái nữa nè. Hai đứa rửa tay chuẩn bị vô ăn cơm. Quảnh tù si. Dạ thua nha. Quảnh tù si. Hai đứa làm cái gì bà kêu nãy giờ không chịu vô ăn cơm vậy? Trời đất ơi, cái mặt gì mà đen thui vậy con?
Dạ con với Na chơi quảnh tù xì á bà, mà tại Na thua chứ bộ. Bà chơi với tụi con không? Thôi chơi cái gì, cái này vô hay à. Chơi một ván thôi bà. Đúng rồi bà, chơi một ván thôi. Một ván thôi. Một ván thôi nghe. Dạ. Yeah, thắng rồi. Trời đất ơi, kêu chơi một vé mà gỡ chi không biết, bây giờ cái mặt điên đuôi rồi. Thương chi. Mùi gì mà thơm như vậy chị hai? Chắc là bà đang nấu bánh á. Để tụi mình đi xem thử nha. Ok. Ôi, bánh thơm quá. Wow, nhìn bánh ngon quá, em cũng muốn ăn. Muốn ăn hả? Bánh đó bà cuốn đó, nhưng mà mày muốn ăn á thì tao lấy cho mày ăn ha. Được không vậy? Đi theo tao. Ơi, nguy rồi, con heo của bà chui xuống đất, con kéo hoài nó không có lên. Trời đất ơi, con heo của tôi, trời đất ơi. Ê, nào ơi, thấy tao hay luôn. Nè, cắn đi. Ngon quá à. Nè ơi, mày thấy tao thông minh không? Khôn lỗi chứ thông minh gì. Tròn cho Việt Nam. Cái này cái cuốn vừa mà, con heo nào mà chui xuống đất trời. Con bé hai nó lừa mình nữa rồi. Lần này á, nó đòn là chắc rồi. Trêu bạn tím mới được. Giờ tí ra liền. Ủa, thấy ai đâu ta? Chắc mình nghe lộn á. Ai kêu vậy trời? Ủa, có thấy ai đâu ta? Rõ ràng là mình mới nghe mà ta. Kỳ lạ. Trời đất ơi, cái đứa là phá đây. Đứa nào? Mày hả? Hả? Đứa nào? Ba ơi, bà ơi, con bà ơi nè. Trời đất ơi, con bé hai. Đào quá. Bước vô nhà quỳ gối ngay lập tức. Đào ơi, cho mượn nhiều chơi với coi. Ở đâu ra vậy trời? Cái này bà mua cho em mà. Tại vì tao đứt dây chứ bộ, cho mượn chơi tí đi. Không là không. Ờ, con này, không cho chơi chung thì mình tự làm. Không có gì là làm khó được tao hết thì. Chẳng những tao làm được con diều mà tao còn làm được con diều hình con ma hù cho mày sợ té ghê nè con Na. Na ơi, mày đâu rồi? Diều bay cao lên nha. Ê, lời được hai con vui quá à. Diệu bay cao lên, diệu bay cao lên. Bà, ê, mua xì tin cho bé uống đi bà. Bà ơi, con mua xì tin. Thôi, thôi, ở nhà nhiều lắm rồi con. Bà ơi, con mua xì tin. Con mua xì tin. Thôi, được rồi, đây, được chưa chị? Bà ơi, con muốn đi bơi. Con ơi, giờ tối rồi bơi cái gì? Nhưng mà con muốn đi bơi. Đã nói tối rồi không có đi. Con muốn đi bơi. Đi bơi. Con muốn đi bơi. Mày nhắm mày làm lại tao không? Bà ơi, con không muốn đi bơi nữa đâu, mình đi vô nhà đi bà. Nhưng mà bà vẫn muốn đi bơi. Bà muốn đi bơi. Con đi vô nhà nha bà. Để coi ai lì hơn ai. Ha.